Vào sáng nay ngày 9 tháng 2, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà hàng nằm trên đường Cách mạng tháng 8, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã huy động gần 100 người tham gia chữa cháy. Vào lúc 6 giờ sáng, nhiều người dân sống trên đường Cách mạng tháng 8 phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại khu vực tầng 5 của tòa nhà. Thời điểm này, tòa nhà đóng kín cửa, bên trong không có người. Người dân nhanh chóng gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 2 xe thang và 12 xe chữa cháy cùng 85 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đường Cách mạng tháng 8 bị phong tỏa đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Tần. Lực lượng chức năng tiến hành phá cửa kính tiếp cận đám cháy bằng xe thang. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được dập tắt, toàn bộ diện tích mặt bằng tầng 5 bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.